Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn vào Cadena này, chúng ta có sự kiện Azena đã trở lại nha các bạn. Trong đấy chúng ta phải giết 15 con trùm để nhận được phần thưởng nha các bạn. Trong đấy có lò xo này, tấm thép này, dầu súng này, factory pad này, carbon composite này, ngôi sao này và tệp tin của bản thiết kế nha các bạn. Tôi khuyên các bạn ấy là nếu các bạn một các bạn làm cái sự kiện này là một là làm tới cùng luôn, có nghĩa là giết cả 15 con boss luôn, 15 con chùm để nhận được cái tệp tin của bản thiết kế này luôn các bạn này. Trong đây chúng ta sẽ nhận được hai cái bản thiết kế tím các bạn ạ. Một là làm tới cùng hoặc không thì đừng động đến các bạn ạ, vì những cái phần thưởng còn lại chẳng đáng giá đâu. Tôi khuyên các bạn là như vậy. Và đây chúng ta cùng tiến vào sự kiện nào các bạn. Và chúng ta đã có mặt ở sự kiện này các bạn ạ. Đây các bạn có thể mua hòm súng ở đây các bạn ạ. Ôi giời ơi. Vì ở đây các bạn có thể mua hòm giáp nữa các bạn ạ. Và đây là những con chuồng của chúng ta đây. Gallibilly VSS tăng 30% sát thương và Jader giáp giảm 15% sát thương. Feldo Jesse súng xuyên giáp Genesis tăng 30% sát thương và Kevlar giáp giảm 10% sát thương. Lucilac AK tăng 50% sát thương và Squad giáp thì giảm 40% sát thương. Chúng ta cùng bắt đầu với Lucilac nha các bạn. Với những cái màn đầu tiên thì chúng ta không cần mang súng xịn vào đâu các bạn ạ. Glock hoặc là shotgun là đủ rồi các bạn ạ. Đấy, Lucilac hết thì chúng ta sẽ bị choáng nha các bạn. Mấy màn đầu tiên này khá là dễ dàng các bạn ạ, không có gì đặc biệt cả. Lucilac gãy rồi. Chúng ta cùng tiếp tục với level 2 nào các bạn. Lại đây nào Lucilac. Lần này Lucilac sẽ triệu hồi nha các bạn. Nếu các bạn muốn mẹo khi làm đấu trường này thì các bạn đừng để Lucilac đấm các bạn. Mỗi lần con chùm đấm các bạn thì Lucilac sẽ triệu hồi đám tay sai các bạn ạ. Nên đừng để bị đấm nhé. Ui dồi ôi, lần này hát xa thế các bạn ơi. Ui dồi, lại triệu hồi nữa rồi, sao mà triệu hồi lắm thế. Vậy chúng ta sắp xong, xử lý xong Lucilac level 2 rồi các bạn ạ. Ôi dồi ơi. Các bạn đừng để bị hét khi đám tay sai xuất hiện nhé. Không là ốm đấy các bạn ạ. Đây là level 3 rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể đánh level 3 của Lucilac này với Glock được các bạn ạ. Cùng xem là nó sẽ như thế nào nhé các bạn. Có vẻ như mọi chuyện vẫn theo đúng như kế hoạch các bạn ạ. Ôi trời ơi. Lucilac không hề đấm tôi nhưng nó vẫn triệu hồi các bạn ạ. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ôi dồi ôi, khí độc các bạn ơi. Vụ này mới nha. Ôi dồi ôi, bình tĩnh các bạn ơi. Bình tĩnh, đừng có mà cậy động bắt nạt ít nha các bạn. Lucilac của chúng ta vẫn có thể xử lý dễ dàng bằng khẩu Glock này các bạn ạ. Không có gì quá đặc biệt cả.
xong phim các bạn ạ. Với Lucilac level 4 thì tôi nghĩ chúng ta nên dùng súng hạng nặng vào các bạn ạ. Vì tôi nghĩ là những cái màn này nó sẽ khó hơn các bạn ạ. Không nên chủ quan với mấy con chùm này, kẻo chúng ta sẽ bị... Tôi nghĩ là các bạn vẫn có thể dùng Glock để xử lý toàn bộ Lucilac, toàn bộ LV của Lucilac ấy, nhưng mà nếu các bạn có AK thì tại sao không thử dùng. Ôi trời ơi, tôi phá mất khẩu AK rồi các bạn ạ. Tôi đang định để lại để sửa nó. Ôi trời ơi, tiếc quá các bạn ạ. Ôi trời ơi, không chạy nổi các bạn ạ. Bình tĩnh nào. Ôi trời ơi, mức thang nguy hiểm từ 0 lên 100 cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Lucilac đần độn chết đi. Ôi trời ơi, khí đâu các bạn ơi. Vậy chúng ta xử lý xong Lucilac level 4 rồi các bạn ạ. Tôi khuyên là các bạn đừng liều mạng mà dùng Glock. Nói chung mà tôi nghĩ là cũng có thể, nhưng mà các bạn sẽ tốn đồ hồi máu hơn, xong rồi gặp nguy hiểm hơn các bạn ạ. Nói chung là cũng không nên làm vậy. Và đây là Lucilac level 5 của chúng ta các bạn ạ. Chuyện nào các bạn ơi, quẩy nhiệt lên nào. Ôi giời, bình tĩnh thôi các bạn ơi. Ôi giời, đừng cậy đâu mà bắt nạt tôi chứ. Quá là đểu luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi, không thể nào mà lé được quả đấy các bạn ạ. Ôi giời, thôi. Bình tĩnh rồi các bạn ơi. Ôi giời ơi, khẩu AK của tôi lại hỏng rồi. Tiếc quá các bạn ạ. Nói chung là tôi đang tập trung cao độ nên là cũng không thể làm mà cứu khẩu AK đấy được. Lucilac đần độn phá mất mấy khẩu AK của tôi rồi. Cái đồ đáng ghét này, chết đi. Ôi đám tay sai đáng ghét. Và Lucilac, ôi dồi ôi, đã bị hạ gục các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là chúng ta đã xong một nhân vật đầu tiên các bạn ạ. Một thành phần thứ nhất đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng ta vẫn giữ được. Ôi dồi ôi, nhìn giáp của tôi này các bạn ơi. Né ra tôi đã chết rồi đấy các bạn ạ. Quả đấy mà giáp của tôi mà hỏng, mà hỏng là tôi đã chết rồi đấy. Ui dồi ôi, các bạn ơi đừng như tôi nhé. Trời ơi, không để ý đến giáp của tôi các bạn ạ. Quá là nguy hiểm luôn. Chán thật sự luôn đấy. Nhưng mà chúng ta xử lý xong Lucilac rồi các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn, quá dễ dàng luôn các bạn ạ. Và chúng ta cùng tiếp tục xử lý những con chùm tiếp theo trong giây lát các bạn nhé. Và chúng ta đã quay trở lại các bạn ơi. Lần này là Gallibilly với VSS các bạn ạ. Công triển nào các bạn. Mấy level đầu tiên chắc là đơn giản thôi các bạn ạ. Không có gì đặc biệt cả. Tôi nghĩ là Gallibilly có phun cái chất độc vào người chúng ta thì giá của chúng ta cũng không giảm đâu các bạn ạ. Nó vô hại các bạn ạ. Nên các bạn không phải lo về giáp của các bạn nha. Đấy, như tôi thấy đấy, giáp của chúng ta vẫn ổn các bạn ạ. Vừa phải thôi. Phun độc lắm thế không biết nữa. Đáng ghét, chết đi. Tức là cái đồ đáng ghét. Và chúng ta cùng đến level 2 nào các bạn. Lần này chúng ta phải để ý giáp của tôi nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ nhắc tôi về cái giáp nha các bạn. Nhắc tôi thay giáp nha. Vì không mà thì cũng thành vấn đề lớn đấy các bạn ạ. Tôi nghĩ cả cái... Ôi trời ơi,
Galibulia. Tôi ghét Galibulia các bạn ạ, nó làm tôi sợ. Vì tôi sợ là giáp của tôi sẽ bị trừ xuống một cách nhanh chóng các bạn ạ. Nhưng mà thực tế là không phải vậy. Galibulia đần độ. Ôi giời, chết đi cho tôi nhờ cái. Đáng ghét thật ấy. Ôi giời ơi, sao giáp của chúng ta giảm nhanh thế nhỉ các bạn nhỉ. Nói chung mà cũng phải cẩn thận các bạn ạ. Tí nữa tôi phải thay giáp mới được. Galibulia level 3 này, có nghĩa chúng ta vẫn đẩy được Galibulia này với khẩu Glock các bạn ạ. Lần này thì có vẻ như nó triệu hồi mấy cái con ký sinh trùng này các bạn ạ. Các bạn chỉ cần đi qua mấy cái con ký sinh trùng này là được thôi. Đi qua người tụi nó là được các bạn ạ, không có gì đặc biệt cả. Ôi giời. Ôi giời, đáng ghét thật đấy. Sao tôi vẫn bị dính đòn. Lại đây nào, mấy cái đám đần độ này. Ui trời ơi. Ui trời ơi, máu của tôi các bạn ơi. Từ đã súng của tôi. Ui trời ơi. Lại đây nào, mấy cái con ký sinh trùng đần độn. Galibulia ơi, mày thật là đáng ghét các bạn. Galibulia à, tao không thích mày tí nào. Tao thích Lucilac hơn. Quá buồn cho mày, không ai ưa cả. Cái con zombie đần độn. Ôi giời ơi, tránh đường cái các bà con ơi. Ôi giời, giáp của tôi các bạn ơi. Thôi rồi. Lẽ ra là tình huống đấy có thể đi xuống nguy hiểm cực kỳ nhanh đấy các bạn ạ. Tôi làm hỏng giáp giữa trận đấu luôn các bạn ạ. Không thể nào mà tin được. Thế là xong đời Galibulia đần độn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng VSS nha các bạn. Phải chơi súng lớn thôi các bạn ạ. Mặc dù VSS cũng chẳng nhanh, cũng chẳng mạnh lắm các bạn ạ. Sát thương trên dây có 130 thôi các bạn ạ. Bằng mấy em 16 các bạn ạ. VSS sợ đểu thế không biết nữa, mặc dù hiếm các bạn ạ. Quá buồn. Galibulia ơi. Chết đi Galibulia. Ôi dồi ôi, tôi bị đi chậm các bạn ơi. Tránh xa tao ra cái đồ thần kinh. Cái đồ thần kinh kỳ quặc. Đáng ghét. Còn lâu mới chạm được tôi nha. Đấy. Với VSS có thể bắn từ bản đồ sang bên này, từ sang bản đồ bên kia các bạn ạ. Tầm bắn cực kỳ xa các bạn ạ. Nên là Galibulia chỉ có khóc thét thôi các bạn ạ. VSS có lượng sát thương trên dây yếu lắm các bạn ạ. Mặc dù mỗi phát bắn thì mạnh đây, nhưng mà bắn chậm các bạn ạ. Căn bản là vậy. Galibulia còn không chạm được tôi nữa các bạn ạ. Đúng là con zombie. Ôi rồi, VSS hỏng rồi các bạn ạ. Quá buồn luôn. Lẽ ra tôi lên cứu nó để nghỉ hưu nó. Nhờ có cái khu VIP ở trạm xăng nên là tôi có thể sửa được rất nhiều súng nha các bạn. Khá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Galibulia level 5 này các bạn này. Ui, chuyển thôi các bạn ơi. Màn cuối rồi. Cái còn đáng ghét này. Ôi trời ơi, tôi lớp bắn. Galibulia đần độ. Chết đi. Ôi trời ơi, cái vũng máu kia làm tôi đi chậm các bạn ạ. Tôi đoán là tôi sẽ không để Galibulia triệu hồi bất kỳ con nào các bạn ạ.
nếu các bạn mà không để Gallibili đấm các bạn thì nó sẽ không triệu hồi tay sai đâu các bạn ạ. Và còn điều nữa là các bạn đừng để Gallibili mắc kẹt ở trong cái bức tường nhé. Có nghĩa là tự nhiên nó bị dừng lại các bạn ạ. Đấy, các bạn phải luôn để Gallibili chạy một mạch như thế này, đừng để nó bị mắc kẹt ở trong cái bức tường. Vì nhiều khi con chùm nó kẹt ở bức tường thì nó lại triệu hồi tay sai các bạn ạ. Ôi lại hỏng mất khẩu VSS rồi các bạn ạ. Thôi kệ vậy, chẳng sao cả, mấy khẩu súng thôi mà. Cuộc đời mất mấy khẩu súng thôi, không có gì đặc biệt rồi các bạn ạ. Gallibili đần độn này, ngu ngốc này, đáng ghét này, còn đâu mới bắt được tôi các bạn ạ. Đây là một cuộc rượt đuổi cực kỳ lâu các bạn ạ. Chết đi nhanh này, này gì ăn đòn này, đáng ghét đấy chưa, thấy kia các bạn thấy chưa, Gallibili không hề triệu hồi tay sai các bạn ạ. Nó phải đánh được các bạn cơ thì nó mới triệu hồi được các bạn ạ. Và theo như tôi thấy thì chúng ta chỉ còn Feral Jesse thôi. Lần này chúng ta sẽ mang Genesis súng ra để chơi các bạn ạ. Khá tuyệt vời luôn. Vậy là hai thanh niên đã bị xử tử rồi các bạn ạ. Chỉ còn một thanh niên cuối cùng thôi. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Vậy là chúng ta trở lại các bạn ơi. Feral Jesse chuyển nào các bạn ơi, level 1 nha. Chúng ta lại dùng Glock như bình thường. Lại đám tay sai các bạn ạ. Lại đám tay sai tiếp rồi, đất ơi. Cái bọn đáng ghét này. Phá đám ra. Level 1 Feral Jesse các bạn ạ. Không có gì khó cả các bạn ạ. Chúng ta có thể thong thả mà chơi thôi. Feral Jesse đã bị tử hình các bạn ạ. Quá đơn giản luôn các bạn ơi. Chúng ta cùng tiến đến level 2 Feral Jesse đó các bạn ơi. Không có gì khó cả các bạn ạ. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh. Ôi giời ơi, hơi bị nhiều tay sai đấy nha. Không vui tí nào. Úi giời ơi, Feral Jesse đánh mạnh thế nhở các bạn nhỉ. Có vẻ nguy hiểm đây các bạn ạ. Nó tát tôi bằng hai tay các bạn ạ. Hay nói đúng hơn là nó ôm tôi các bạn ạ. Úi giời ơi, cái thành phần FA lâu ngày nên nó thế đấy các bạn ạ. Hình như nó ăn xác chết để hồi máu các bạn ạ. Nhưng mà cũng chẳng đáng kể đâu các bạn ạ. Feral Jesse đần độn. Ôi giời ơi, súng của tôi các bạn ơi, mà máu của tôi. Ôi giời ơi. Nguy hiểm từ 0 lên 100 cực nhanh các bạn ạ. Toàn vậy thôi, rất là quá đáng luôn. Feral Jesse level 3 chúng ta vẫn có thể dùng Glock được các bạn ạ. Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng vững Glock với cả level 4 đến level 5 ấy. Nhưng mà nói thật là tôi cũng sợ lắm, tôi cũng không dám đâu các bạn ạ. Ui giời, máu của tôi kìa. Quá đáng buồn. Ui giời ơi, tát bằng hai tay kìa. Feral Jesse đần độn. Úi giời ơi, đánh xa cả cây số luôn. Như thật đấy các bạn ạ. Quá là bựa luôn. Úi giời, hình như là tôi đứng trên vũng máu kia, tôi bị trừ máu hay sao ấy các bạn ạ. Feral Jesse đần độn. Chết đi cho nước nó trong. Úi giời ơi, tuổi. Không có tuổi. Trời ơi. Giờ chúng ta sẽ mang khẩu shotgun với khẩu Glock xuyên giáp các bạn ạ. Giáp chúng ta vẫn ổn.
Pharaoh Jackson là vào bố nha. Xịn nha. Ôi giời ơi. Ôi máu của tôi các bạn ơi. Ôi giời ơi. Chết đi cái đồ đáng ghét. Đúng rồi, cái đồ đáng ghét, chết đi, không ai ưa mày đâu. Úi dồi ôi, máu của tôi kìa các bạn ơi. Cái khẩu Neutralizer ấy, cái khẩu Glock xuyên giáp ấy, bắn hơi chậm các bạn ạ. Theo tôi thấy là nó không được nhanh cho lắm. Vậy chúng ta xử lý xong em Federal Jesse rồi các bạn ạ. Súng của chúng ta vẫn ổn các bạn ạ. Giáp của chúng ta vẫn ổn. Chuyện tiếp nào các bạn ơi. Level 5 nha các bạn ơi. Quẩy lên nào. Ôi trời ơi, bình tĩnh nào các bạn ơi. Ôi máu của tôi các bạn ơi, phải để ý mới được. Ôi dồi ôi, tôi nghĩ các bạn mà để dính quả đấy là chỉ có chết thôi các bạn ạ. Một phát chết luôn đấy. Bình tĩnh thôi bạn ơi, làm gì căng. Để tôi thay súng cái nào các bạn ơi. May quá tôi đã cứu được khẩu shotgun xuyên giáp các bạn ạ. Nói chung mà súng xuyên giáp hiếm lắm nên là tôi không muốn mất bất kỳ khẩu súng nào các bạn ạ. Mặc dù khẩu shotgun có vẻ rất là đều nhưng mà này thì ăn đòn này, ui tuyệt vời luôn các bạn ơi. Vậy chúng ta đã xử lý xong cả ba con boss rồi các bạn ơi. Yay! Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Và chúng ta ở level 56 trong season nha các bạn. Ôi giời, quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Và chúng ta đã cứu được khẩu protector các bạn ạ, shotgun xuyên giáp các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Ba con boss này cũng là khá là được nha các bạn. Nói chung là sự kiện này rất là thú vị nha các bạn. Đánh ba con chùm này rất là thú vị, phấn khích nha và hồi hộp. Nhiều lúc thoát tim luôn đấy các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Đánh rất là đã các bạn ạ. Và trong phần thưởng, đây là sự kiện chính của chúng ta các bạn ơi. Cùng nhận phần thưởng nào các bạn ạ. Ui tuyệt vời luôn. Có thể các bạn chưa biết nhưng mà tôi muốn có cái xe này các bạn ạ. Mong là trong cái lần mở sao này tôi sẽ được. Cái này cực kỳ khó chọn luôn các bạn ạ. Khẩu MGL, tôi có rất nhiều MGL luôn các bạn ạ. Nhưng mà tôi có ít súng xuyên giáp lắm. Nhưng mà có lẽ tôi vẫn chọn MGL các bạn ạ. Mặc dù tôi có rất nhiều rồi. Cuộc đời căn bản chỉ có vậy. Ôi giời ơi, sao cái xe này. Trời đất ơi. Tôi đau lòng quá các bạn ạ. Hai cái xe, đúng cái xe mình không thích thì lại có. Còn cái xe mình muốn thì lại không có các bạn ạ. Trời đất ơi, cuộc đời trêu ngươi với tôi các bạn ạ. Tôi quá đau lòng luôn. Thật là đáng ghét mà. Vậy là chúng ta sẽ không nhận được phần thưởng này rồi. Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ nhận được cơ. Thật là đáng ghét luôn. Ôi, không. Tôi sẽ làm phiền các bạn vì cứ than vãn này đấy. Tôi nói thật, cái khẩu VSZ này. Thôi có lẽ tôi sẽ lấy nó các bạn ạ. Tactical Backpack tôi có thể lấy nó ở trong phần thưởng mùa cũng được các bạn ạ. Ôi lần cuối rồi, chán quá. Đau lòng thật đấy các bạn ạ. Còn hai cái tệp tin của bản thiết kế này chúng ta sẽ mở nó trong vòng giây lát nha các bạn. Chờ tôi làm trống túi đồ của tôi đã các bạn ạ.
hẹn gặp lại. Và giờ đây, giây phút các bạn chờ đợi bấy lâu đã đến các bạn ơi. Chúng ta cùng mở tệp tin của bản thiết kế đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ có gì đây? Thứ gì đó tốt đi. Ska các bạn ạ. App PL2 các bạn ạ. Úi giời. Tôi không biết là tôi đã có cái đấy chưa các bạn ạ. Ôi tôi có rồi các bạn ạ. Ôi quá đau lòng luôn. Và dường như những cái đồ còn lại, những cái bản thiết kế còn lại tôi cũng có rồi các bạn ạ. Ôi chán thế. Mặc dù đấy là bản thiết kế của Ska các bạn ạ. Lần thứ hai này, cái gì đó tốt đi, làm ơn. Làm ơn. Cuộc đời tôi đẹp. Ui shotgun các bạn ạ. Shotgun gì đây? Heavy barrel các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi chưa có nó các bạn ạ. Ui dồi ôi. Tôi chưa có nó phải không nhỉ? Ui tôi chưa có nó các bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Ôi giờ lần mở này may mắn quá các bạn ạ. Lại một cái thiết kế mod tím mà tôi chưa có các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta cùng học nó nào. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Ồ tôi chưa có cái mod này các bạn ạ. Ồ vậy chúng ta đã xong rồi các bạn ạ. Vậy sự kiện hôm nay đã xử lý xong các bạn ạ. Chúng ta được đánh với những con chùm rất là thú vị các bạn ạ. Lối chơi rất là hay các bạn ạ. Nói chung sự phần tưởng là xịn nha các bạn. Tôi đã học được một cái mod cho khẩu shotgun của tôi chưa có các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Nói chung là rất là xịn nha các bạn. 10 trên 10 điểm luôn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Giờ tôi rất là hạnh phúc luôn các bạn ạ. Quá là vui sướng luôn. Nói chung là xịn các bạn ạ. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.